Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, trong giờ phút thiêng liêng lắng động này, giờ đây xin mời đại diện môn đồ pháp quyến cũng như toàn thể tất cả môn đồ tứ chúng đệ tử đồng quỳ thẳng dâng hương khải thỉnh giác linh ân sư giáng lâm đài tòa, chứng minh cho tấm lòng hiếu đạo của toàn thể môn đồ pháp quyến trong lễ thắp nến hoa đăng hồi niệm ân sư hôm nay. Tâm hương con kính nguyện đứng cả ân sư giáng linh đại tâm hương vừa bén linh giang đã hay hỏi niệm đêm nay nguyện xin chứng Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ đây chúng tôi xin được kính mời Đại Đức Thích Quảng Nhật tiến về nơi giác linh đài trà cúng dường lên sư phụ trụ trì. Xin mời sư cô Thích Nữ Tâm Trí tiến về nơi linh đường dâng bánh cúng dường giác linh sư phụ. Người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu tiếc thương. Ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình đại sĩ muôn phương một màu. Đây chút lòng thành của đoàn con thơ, kính dâng lên vị thầy, vị ân sư khả kính. Kính nguyện giác linh sư phụ chứng tri. Đài mây ngài an tọa, chứng minh công đức này. Trời Tây muôn ức dặm, đàn chỉ tức về đây. Trong giờ phút này, trông lên linh đài, chúng con như ẩn, như hiện hình ảnh vị thầy khả kính. Một người mẹ diệu hiền, với một trời thương nhớ, năm nào như chưa hề một ngày xa cách. Chân dung của người thật lung linh sống động. Tại nơi đây không gian lắng động, thời gian ngừng trôi, khoảng cách âm dương như xóa bỏ. Ân sư mỉm cười như đang cảm thông được lòng con trẻ. Giờ đây chúng con xin tiếp nối ngọn đèn trí tuệ vô biên, hạnh đức vô cùng của người để thắp sáng con tim và tâm thức của tất cả anh chị em chúng con hôm nay và mãi mãi về sau, để ánh sáng bi trí của thầy trường tồn bất diệt. Chúng con kính cung thỉnh trên Đại Đức Thích Chân Thạch, Đại Đức Thích Giác Tâm,
Đại Đức Thích Trí Nguyện, Đại Đức Thích Pháp Minh, Đại Đức Thích Huệ Tâm, đồng khởi thân tiến lên nơi giác linh đài để thắp lên ngọn nến hoa đăng, trao truyền ngọn tâm đăng này đến toàn thể môn đồ pháp quyến tứ chúng đệ tử, để ánh sáng tâm đăng này như một sự trao truyền trong ý nghĩa truyền đăng tục diệm, kế vãng thai lai, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Xin mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân dâng ngọn nến tâm đăng trên tay để chuẩn bị đón nhận ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của từ sự trao truyền của chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Một đời người quả là một vì sao, một sự thể hiện trọn vẹn hình ảnh sống động của một vị Bồ Tát dấn thân vào cõi đời. Một cõi đời đầy khổ đau bất hạnh này để ban trải lòng yêu thương. Trong ao báu vũ trì có một đóa sen vươn lên tỏa ngát hương, làm đẹp cho đời, làm thơm cho đạo. Quả thật là dù đã khuất nhưng tấm gương sáng chói vẫn chiếu soi cho cuộc sống thêm tươi. Bao năm trụ ở ta bà, thân như bài học, hạnh là lời kinh. Một đời độ tận chúng sinh, nay viên mãn nguyện tâm bình đẳng tâm. Người đi để lại pháp âm, trời Tây sen nở xa xăm vọng về. Xin toàn thể đạo tràng cùng nâng ngọn tâm đăng lên ngang vầng trán, kính cẩn dành một phút thiêng liêng lắng động này để hồi tưởng đến công đức, đạo hạnh và hình ảnh vị sư phụ khả kính với vô vàn yêu thương, sự hy sinh cả một cuộc đời cho tất cả chúng ta. Phút mặc niệm xin được phép bắt đầu. Chữ rằng nhất tự vi sư, một câu một chữ cũng từ thầy trao. Ai ơi hãy nhớ công lao, ân người hướng đầu truyền trao cho mình. Giới thân huệ mạng thầy sinh, ca sa pháp phục trên mình nhờ ai. Khó khăn gian khổ chẳng nài, dùng sữa chánh pháp hằng ngày nuôi ta. Tháng năm thấm thoát tuổi già, mái đầu điểm trắng sương pha đổi màu. Cũng vì thế hệ mai sau, truyền đăng tục diệm chẳng nao tất lòng. Vai trò đưa khách sang sông, lái đò một bóng không mong đáp đền. Bức tranh ai khéo vẽ nên, tạo thành nét đẹp khung trời màu xanh. Giờ đây với tấm lòng thành, kính dâng lên đấng thầy lành kính yêu. Dù ngôn ngữ tả bao nhiêu, cũng không kể hết tình thương của thầy. Chúng con họp mặt nơi đây, trong ngày tưởng niệm mong thầy chứng minh. Phút mặc niệm trôi qua. Giờ đây, đối trước di ảnh thầy, sư cô thích nữ Quảng Tín
sẽ đại diện cho tất cả những người con gái thân thương, những người con gái trong dòng thích mà được sự giáo dưỡng của sư phụ trụ trì. Giờ đây, sư cô sẽ đối trước linh đài để có đôi lời bộc bạch, hồi tưởng hình ảnh cao quý với vô vàn yêu thương của sư phụ. Xin kính mời sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, chư tôn Thiền Đức Ni hiện diện trong đêm tưởng niệm ân sư nhân lễ đại tường của tôn sư. Nhân lễ đại tường của tôn sư chúng con đêm hôm nay, kính thưa quý vị nam nữ Phật tử hiện diện, mỗi một lần lễ đi qua, bản thân con cũng có rất nhiều kỷ niệm nói ra không có hết. Nhưng mà ngày hôm qua con cũng có làm một bài thơ ngắn để thầm dâng lên sư phụ, thì được của chư tôn đức cùng kính bạch giác linh thầy. Thôi nhật nguyệt đưa nhanh, thổi dương trần môn đệ nghẹn ngào tiễn biệt. Thời gian chẳng ngừng giây phút, năm tháng xót xa thầm gọi ân sư. Kỷ niệm hoài cứa ruột gan, trí não ngẩn ngơ chìm trong lặng lẽ. Lệ đắng con rơi, sầu từ ly cũng thắt tim gan. Đường xa thầy bước, khổ cách biệt có vương vấn chân đi. Vẫn biết đời sanh tử vô tình, thân mộng ảo nào ai giữ được. Đành vậy hoài đau nỗi hợp tan hữu ý. Nợ phù sinh con lỡ ôm vào, chịu sai khiến bản năng, quả tim non dần xé. Kinh rằng sống chung nhà nhưng thác chẳng riêng được phải riêng đường. Nghiệp lực đến không người chung san sẻ, buổi ấy chia tay buốt dạ từ ly. Hòa vào cảnh vật điều hiu, buốt dạ buốt tim. Hôm nay đại tường chí nhật, lòng thương tiếc nhớ cảnh thiền môn ấm áp thuở xưa. Nén lòng giấu cơn áo não, học pháp huyền vi, theo nẻo sáng rời miền tăm tối. Kính cẩn dâng nén hương lòng, nguyện giác linh tôn sư thùy từ chứng giám gia hộ. Chốn thiền môn nghiêm tịnh, tứ chúng sống an hòa. Mọi người ở ta bà, biết yêu thương hỷ xả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chốn nhân gian thầy dừng bước, trời Tây thêm một đóa liên hoa. Chứng lòng con nơi chốn ta bà, tâm kính cẩn dâng lời hồi niệm. Và giờ đây, trong đêm hồi niệm ân sư, chúng tôi cũng xin được kính mời Đại Đức sẽ có đôi lời bộc bạch, những lời hồi niệm để dâng lên vị tôn sư khả kính của đời mình. Xin trân trọng kính mời Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh, cung kính đảnh lễ bái bạch
trên chư tôn giáo phẩm, đại đức tăng ni chứng minh. Thành kính đảnh lễ cung thỉnh Giác Linh Tôn Sư quan giáng đạo tràng, chứng minh hiếu đạo. Kính bạch thầy, trong cuộc hành trình tìm về bến giác, tất cả chúng con như những lữ khách ngơ ngác trong buổi hoàng hôn tắt bóng, mịt mờ chưa biết hướng đi. Nhưng diệm phúc thai, chúng con hạnh ngộ được minh sư, gặp được bậc thầy hướng đạo, qua đời sống phạm hạnh sáng ngời, từ bi và đức độ đáng kính. Thật đúng với câu bụ trì hữu phước hùng tri thức, phước báo tích đức ngộ minh sư. Kính bạch thầy, có lắm khi chúng con tự hỏi tội lỗi chi khiến sinh thời mạt pháp, phước đức gì được dự nạp xuất gia, nghiệp chướng chi không thấy Phật thân ngà, thiện căn gì được nghe qua chánh giáo, diệm phúc thai chốn thiền môn lai đáo, đủ duyên lành nương náu bậc minh sư. Người là hiện thân của lòng từ, của ánh sáng chân như luôn tỏa rạng. Thầy là người đã cho chúng con giới thân huệ màng, là người đưa chúng con thoát khỏi vòng vây chối buộc của thế gian, để bước vào ngưỡng cửa niết bàn an vui và giải thoát. Trên thân của chúng con hôm nay khoác mạnh y bào hoại sắc, được dự vào hoàng ngộ chúng chung tôn, là phước đức của chúng sanh sống đời giải thoát, như con thiên nga thông dong tự tài, bay lượn giữa trời, tiêu dao tắm mát nơi ao hồ thanh thoát. Đó là điều do ân sư là người đã ban cho chúng con tất cả. Trên thân đắp mạnh y bào, người ơi xin nhớ công lao của thầy. Ai cho ta tướng phước này, ai đưa ta thoát bùng lầy thế gian. Kính thưa tất cả anh chị em tăng thân, dù hôm nay chúng ta có trưởng thành trong giáo pháp, có được ít nhiều những kiến thức Phật học, nhưng đối với ân sư thì chúng ta mãi mãi vẫn là những đứa trẻ thơ ngây, luôn được dạy dỗ, che chở và bảo bọc trong vòng tay yêu thương của bậc thầy khả kính. Và dù cho chúng ta có đi khắp mọi phương trời thì hình bóng ân sư vẫn mãi dõi theo ta trên khắp mọi bước đường viễn xứ. Thầy là ánh sáng thái dương, là sao bắt đầu dẫn đường hành nhân. Nay có được giới thân huệ màng, dẫu cách xa muôn vạn đăng trình, chúng con luôn nhớ nghĩa tình, nghìn thu đẹp mãi bóng hình tôn sư. Kính bạch Giác Linh thầy, trong 2 năm vừa qua đã quá đủ để tất cả chư huynh đệ và anh chị em, cũng như tất cả những em được sư phụ nuôi dưỡng ngày xưa, cảm nhận được một sự mất mát lớn lao khi thiếu vắng đi hình bóng của thầy. Nhưng đâu đó trong tận tâm trí của chúng con vẫn luôn ý thức rằng những lời dạy của thầy ngày xưa sẽ là kim chỉ nam, sẽ là hiện thân để chúng con tiếp tục nối bước hạnh nguyện của người ở nơi chốn đạo tràng bụ trì này. Bởi vì cả cuộc đời của thầy đã tận tụy hy sinh vì tiền đồ đạo pháp, vì lợi lạc chúng sanh, vì hàng hậu học chúng con, dù cho trải qua bao khó khăn gian khổ, phong ba và bão táp, nhưng thầy vẫn không hề nao núng, vẫn không hề
tỏ ra sự mệt nhọc, vẫn không hề lùi bước. Mà đâu đó, trong tận tâm trí của Thầy, vẫn thắp sáng ngọn đèn của chư Tổ, chư Phật để dìu dắt và tế độ tất cả chúng con trên bước đường trưởng thành và phát triển sự nghiệp cũng như đạo nghiệp của mình. Ân đức ấy, người ơi nên nhớ mãi. Nhớ ơn Thầy nào quản ngại gian lao, đem thuyền từ chánh pháp khắp truyền trao, tạo điều kiện đưa con vào cửa đạo. Màu giải thoát gạn ngời trên chiếc áo, biết lấy chi để báo đáp ơn Thầy. Gió thu về đồng trở lại nơi đây, lễ tưởng niệm ngưỡng mong Thầy chứng giám. Thầy ơi, rồi dòng tưởng niệm của tất cả chư huynh đệ chúng con sẽ trôi theo dòng thời gian, nhưng tâm tình của chúng con nghĩ về người và nhớ về người sẽ mãi mãi đông đầy và động lại trong chính trái tim của những người con bụ trì ở tại nơi đây. Và thông qua buổi lễ ngày hôm nay, với vai trò là một người pháp đệ, xin được nhắn nhủ đến tất cả chư huynh đệ rằng, kể từ hôm nay và mãi mãi về sau, tất cả anh chị em tăng thân của chúng ta đã thật sự và vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy lại được những dung nghi khả kính hằng ngày của bậc tôn sư. Vì vậy mà xin các anh chị em tăng thân chúng ta hãy cùng nắm chặt bàn tay lại để tiếp nối hạnh nguyện còn dang dở của tôn sư, để chăm lo cho các em được nuôi dưỡng tại chùa Bụ Trì và hy vọng vào một ngày mai tương lai của các em sẽ được tươi sáng hơn nữa, dù cho các em ở đạo hay ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, những hành nguyện của sư phụ để lại cho chúng ta, hay tất cả những kho tàng trí tuệ qua những lời dạy vàng ngọc mà thầy của chúng ta đã để lại, đó chính là gia tài tâm linh cao quý nhất mà những người con, những người đệ tử thân thương của thầy còn ở lại. Giờ đây bé Vân Anh sẽ đại diện cho tất cả những người con đang có mặt trong buổi lễ hồi niệm ân sư đêm nay, sẽ nói lên những ngôn từ xuất phát tận trái tim này để dâng lên ân sư, cũng như chia sẻ đến toàn thể tăng thân và anh chị em của mình. Xin mời bé Vân Anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, nhân lễ tưởng niệm sư phụ, con xin đại diện các em có đôi lời dâng lên sư phụ những tâm tư của chúng con thời gian qua. Kính bạch nhắc lên sư phụ, đối với người khác, tháng 8 tự trường có lẽ sẽ tràn đầy niềm vui háo hức, nhưng với chúng con, cảm giác đó sẽ không bao giờ còn nữa. Bởi tháng 8 của 2 năm về trước đã mang sư phụ của chúng con rời xa mãi mãi. Cứ mỗi lần tụ trường đến là mỗi lần những ký ức về sư phụ lại hiện về mạnh mẽ trong chúng con. Trong ngày tụ trường năm đó, người đã cặm cụi hàng ngày, hàng giờ liền để từng miếng nhãn cho anh em chúng con.
Sư phụ chăm chút từng màu giấy, từng họa tiết nhỏ để chứ không muốn chúng con buồn hay mặc cảm khi nhìn thấy các bạn khác được cha mẹ chăm lo đầy đủ. Chỉ có sư phụ, người mẹ yêu thương và gần gũi chúng con nhất mới có thể hiểu rõ sở thích từng đứa mà tỉ mỉ đến như vậy. Đôi khi sư phụ đau lưng vì ngồi quá lâu, người cũng chỉ nằm một lát rồi lại tiếp tục làm. Có hôm sư phụ còn bỏ bữa cơm để nhanh chóng làm kịp thời gian chúng con đi học, bởi vì anh em chúng con quá đông. Bỏ bữa rồi lại làm việc lao lực, sư phụ ngã bệnh mấy ngày liền. Thế nhưng khi vừa hồi phục thì người lại bắt tay làm ngay. Người còn chăm chút từng chiếc áo, từng chiếc quần mới để chúng con được tươm tất trong ngày đầu năm, để chúng con cảm thấy vui khi gặp lại chúng bạn. Kinh phí không đủ, người còn phải xin đi xin tiền người này, mượn tiền người kia vô cùng vất vả. Một người thầy cao quý của mọi người lại không ngại ngần bất kỳ điều gì, sẵn sàng khởi tâm khiêm hạ để cúng chúng con được mọi thứ tốt nhất có thể. Nhưng khi đó, chúng con lại quá ngốc, không biết trân trọng những tâm huyết của người mà lại tiêu xài hoang phí. Để bây giờ, chỉ còn lại những sự hối tiếc và sự ấn tượng khôn nguôi. Khi những hình ảnh đó sẽ không bao giờ chúng con có thể thấy được nữa, không bao giờ chúng con được hưởng nữa. Suốt 2 năm qua, chúng con phải tự làm lấy, tự chuẩn bị mọi thứ cho bản thân. Lúc đó, chúng con mới thấu hiểu và cảm nhận được những vất vả khó khăn mà sư phụ đã chịu đựng bao năm qua vì chúng con. Sư phụ ơi, chúng con xin lỗi người. Sư phụ hỡi, hãy yên lòng thanh thản, hãy an vui, niềm lạc bay phương. Ở đây con sẽ cố trưởng thành để dìu dắt lại một đàn em nhỏ, để tương lai ngày ngày càng tươi sáng như những gì sư phụ đã ước mong. Và con biết dẫu thế nào đi nữa, ở phương xa người vẫn dõi theo con, chở che con trước giông tố cuộc đời, phù hộ con trên đường dài tiếp bước. Kính lễ Giác Linh Thầy, cũng là người mẹ vĩ đại trong cuộc đời này của tất cả những người con đang được diễm phúc sống trong sự chở che dưới mái già Lam Bổ Trì. Những giọt nước mắt, những ngôn từ xuất phát trong trái tim của đàn con trẻ dâng lên người mẹ vĩ đại. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thật diễm phúc thay cho toàn thể môn đồ pháp quyến được chư tôn đức dành những thời gian quý báu trong mùa an cư kiết hạ này để trở về chứng minh cho buổi lễ hồi niệm ân sư và trao truyền những ngọn nến tâm đăng từ sư phụ trụ trì đến cho tất cả môn đồ tứ chúng đệ tử chùa Bổ Trì hôm nay. Giờ đây, không gì hơn là chúng con được lắng lòng nghe những lời đạo từ chia sẻ từ Thầy. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Chơn Thạch. Nam mô Bổ Trì Đường Thượng liệt vị Tổ sư Tác Đầy Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiện Đức, lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Cung kính đảnh lễ chư tôn Đức Ni phân ban đặc trách Ni giới thành phố Cần Thơ. Kính bạch trên chư tôn Đức Tăng, chư tôn Đức Ni. Kính bạch Giác Linh Ni Sư Thượng Hải Hà Thông, hiệu Tâm Niệm. Kính thưa toàn thể môn nhân pháp quyến cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện
tại đạo tràng chùa Bụ Trì. Ngày hôm nay chúng tôi là tỳ kheo Thích Chân Thật nói dòng pháp Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42, trực thuộc Tông Phong Tổ Đình Thiên Quang. Hôm nay trở về đây để tham dự lễ tưởng niệm cũng như thắp nến tri ân của môn đồ Pháp Quyến, cũng như là quý pháp đệ tổ chức thể hiện lòng tri ân của Thầy nhân cái ngày đại tường hôm nay. Với cương vị huynh trực thuộc của Tổ Đình Thiên Quang hôm nay, chúng tôi tham dự lễ hoài niệm ân sư, cũng xin được có đôi lời đến tất cả chư tôn đức ni cũng như là quý pháp đệ tại đạo tràng chùa Bụ Trì. Kính bạch Giác Linh sư chú, cho chúng tôi xin được gọi cái từ sư chú là thân thương, cũng như là cái niềm kính trọng vô hạn. Kính thưa quý liệt vị, cái lòng biết ơn đối với người khác đó là một cái truyền thống của dân tộc của chúng ta, chứ không hẳn riêng của ai. Tất cả các cái bậc tiền nhân thường sách tấn dạy bảo chúng ta, chúng ta ăn cái gì ngọt dịu, chúng ta phải nhớ đến cái công lao của cái người trồng trọt, tưới bón, chăm sóc cho cái cây nó nên. Và thông qua những cái điều đó, bằng cái câu tục ngữ là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hay nói đúng hơn một cách khác là các vị tổ, những bậc tiền nhân, người ta muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng khi chúng ta đã được nên dốc nên người, hơn nữa là chúng ta được giới thân huệ mạng, chúng ta cũng do cái công ơn thầy tổ sanh ta ra là cha mẹ tạo cho ta có giới thân huệ mạng, đó là thầy tổ của chúng ta. Thế thì chúng ta phải có cái lòng tri ân và biết ơn trên tinh thần tri ân và báo ân của nhà Phật. Hôm nay tại cái đạo tràng Bụ Trì này, ngôi Phạm Vũ Bụ Trì có được cái cơ sở vật chất khang trang như ngày hôm nay, đấy là tất cả chúng ta cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử trong nước hoặc là ngoài nước cũng đều biết đến công sức của ni sư chủ trì chùa Bụ Trì. Thở xưa khi chúng tổ Tòng Lâm từ Thiên Quang rồi trở về đến đạo tràng này thì cơ sở vật chất còn rất là lụp sụp, rồi dẫn công vân vân để có được cái ngôi Phạm Vũ huy hoàng như ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, cái lòng trắc ẩn thể hiện lòng từ bi thông qua phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, ni sư đã có cái tâm không từ bi để nuôi những cái trẻ mồ côi, bước đầu chỉ là một hai thôi, rồi dần dần lên đến bây giờ cũng kể như hàng trăm. Muốn có được một cái ngôi Phạm Vũ như vậy phải bỏ công bỏ sức ra. Rồi bên cạnh đó, muốn nuôi được một đàn con thơ như vậy không phải là một chuyện dễ. Phải có cái tâm, phải có cái tâm. Và cái tâm đó phải có cái là thương yêu rồi mới chia sẻ được. Nếu bản thân như chúng tôi bây giờ mà đảm nhiệm chừng 5 đứa này thôi, chúng tôi chịu không nổi. Nhưng với cái hoài bão của một người, âu cũng là một cái hạnh. Đó là Bồ Tát hạnh. Tổ Quy Sơn có dạy: phù nghiệp hệ thọ thân vị mãn hình lỵ, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng hành, ti nải tứ đại phù trì, thường tương di bội, vô thường lão bệnh bất dĩ phân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế.
Thí như xương xương hiển lộ, thức hóa tức vô, ngoạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ. À, chúng ta thấy vô thường, sanh tử là sự đại, vô thường tất tốc. Thì chẳng may, vì cái nghịch duyên, chúng ta không thể, nếu mà nói về cái luận lý của nhà Phật là chúng ta không nói cái điều đó là chẳng may. Nhưng mà Ni Sư đã mượn cái phương tiện đó để về Tây, chứ không phải cho rằng đó là một cái nạn để xả bỏ cái nhục thân này. Thì Đức Phật cũng đã dạy, nước biển của chúng sanh chảy còn hơn bốn biển thì huống hồ chi. Bây giờ sự ra đi của Ni Sư đối với toàn thể môn phong pháp pháp của chúng ta là một điều mất mát lớn lao, một điều mất mát to lớn. Đối với ban trị sự, những người đồng hành cùng cộng sự làm việc, người ta cũng mất đi một vị pháp lữ. Đối với tất cả huynh đệ của chúng ta trong nhà Phật thì mất đi một vị thầy khả kính. Rồi đối với cốt nhục thâm tình, những thân tộc của Ni Sư, người ta mất đi một người bà, một người dì khả kính. Rồi đến huynh đệ đồng môn lại mất đi một người pháp đệ. Tôi xin có một chút thời gian để nhắc cho quý vị nhớ như vậy. Hồi tưởng lại cũng ngày này 2 năm về trước, cái ngày mà chúng ta chuẩn bị cung thỉnh linh vị của Ni Sư trở về chốn tổ Tòng Lâm, tức là chùa Thiên Quang, để bạch Phật tham tổ, để sáng hôm sau cung tiễn nhục thân của Ni Sư trà tỳ. Khi đoàn của chúng ta cung nghinh di ảnh và long vị của Ni Sư qua đó, thì quý vị thấy Ni trưởng chùa Thiên Quang là pháp huynh, người ngồi trên chiếc xe lăn đón cái linh vị và di ảnh của em mình để qua mà bạch tổ. Đến khi vào đến tổ đường đối diện với chân dung của nhị vị sư bà, sư phụ tức là sư bác của quý vị đó, Ni trưởng chỉ cầm mi và nói một điều đơn giản thôi. Tôi là Ni trưởng, sư bác, sư huynh vân vân, hôm nay thế này thế nọ, rồi không nói gì nhiều, nhưng mà không bao giờ rơi một giọt lệ. Không rơi một giọt lệ không có nghĩa là không thương tiếc người em mình, nhưng sư bác đã nuốt lệ vào trong. Chúng ta có thể khóc đi để giải tỏ được cái niềm tiếc thương vô hạn đó, nhưng đối với một người pháp đệ và một người pháp huynh như vậy, phải nuốt đi cái dòng lệ mặn đó vào trong để ngậm ngùi tiễn biệt em mình ra đi như vậy. Thì cái điều đó chứng minh cho chúng ta thấy những cái nó đã chìm rồi, vô thường. Chúng ta là những người con Phật phải hiểu cái lý vô thường. Không thể là cái giọt nước mắt cay cay đó và lễ tưởng niệm hôm nay chúng ta phải đem ra, chúng ta khóc, chúng ta thương để tỏ bày cái lòng của chúng ta, không phải. Nhưng cái điều ở đây chúng tôi muốn nói là tất cả huynh đệ tông phong của chúng ta, cũng như lời Đại Đức Quảng Nhật vừa mới nói, chúng ta hãy tiếp nối những cái hoài bão, những cái sự nghiệp của thầy mình, của sư phụ mình. Phu tại quan kỳ chí, phu nhập quan kỳ hành, tam niên bất cải phu chi đạo, khả di hiếu dĩ. Cha còn sống nương theo cái ý nguyện của cha, cha chết rồi phải làm theo cái chí nguyện của cha, thì như vậy mới được liệt vào những cái đứa con hiếu thảo. Bây giờ những hoài bão của sư chú ngày xưa chăm nuôi những cái đứa trẻ mồ côi như vậy và dạy cho chúng nó như vậy như vậy, rồi bây giờ nghịch duyên báo thân của sư chú đã mãn, ngài trở về với cái
cái miền đất tịnh, không có nghĩa rằng sự ra đi của sư chú là sẽ cắt hẳn tại chỗ đó. Cái duyên của sư chú đến với cái ngôi Phạm Vũ, cái đạo tràng, cái đất Cần Thơ này 59, 60 năm vân vân đã mãn nhiệm rồi, hôm nay phải đi chỗ khác công tác tiếp. Thế cho nên quý vị phải nhớ một điều rằng mặt trời lặn không có nghĩa là tắt, người ra đi có lúc sẽ quay về. Đó. Thì bây giờ muốn đền đáp cái thâm ân, hay là muốn báo hiếu, báo ân, báo nghĩa của thầy mình, chúng ta hãy làm một cái gì đó, cái hoài bão. Và điều thứ nhất là sự đoàn kết của huynh đệ chúng ta. Tất cả huynh đệ chúng ta phải nắm tay với nhau, đoàn kết với nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, để dìu dắt những đứa trẻ mà ngày xưa tiếp bước sư phụ của mình mà nó còn dở dang như vậy. Thì đơn giản là chúng ta rủ nhau cất một cái chùa, rước cha về ở tụi mình ăn chung, thế thôi. Thì làm như vậy, làm được như vậy, thì quý vị, chúng tôi cũng tin chắc rằng giác linh của sư chú ở miền tịnh cảnh sẽ ngậm cười và vô cùng hoan hỷ. Mà một điều nữa chúng tôi muốn nhắc lại là chúng ta nếu muốn tri ân và báo ân đến thầy tổ của mình, không có nghĩa là mỗi năm chúng ta phải tổ chức rồi nói lên cái cảm xúc của mình qua năm này tháng nọ, nhưng điều thiết thực nhất là chúng ta phải làm sao để cho Phạm Vũ được quy hoàng, tông phong được vững chấn, tổ ấn trùng quang, để không xứng danh, không hổ thẹn đối với người sứ giả của Như Lai, học pháp Như Lai, ở nhà Như Lai và làm việc của Như Lai, cho xứng danh người Thích Tử. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức ni cũng như tất cả quý pháp đệ được thân tâm tráng kiện, có nhiều sức khỏe để cùng chung tay cộng sự để nói tiếp cái hoài bão của thầy của mình. Và Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Di Đà Từ Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính nguyện giác linh sư chú phụng dì bửu trì đường thượng từ lâm tế gia phổ tứ thập nhất thế quý nhật kết thượng hải hạ thông hiệu tâm niệm ni sư giác linh nghi tọa thì từ quan giáng đạo tràng chứng minh cho hàng môn nhân pháp đệ của mình được trưởng thừa công đức cũng như thấm nhận pháp lạc để thuận duyên trên bước đường hoằng pháp lợi sanh tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Của bao nhiêu vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chiêm bái cho tôi dù chỉ một lần lặng ngắm dung nhan ngài để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi. Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài.
sao vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi